quý sửu sống khôn là phải biết ba dấu hiệu này. Năm 2024 hưởng nhiều phúc lộc, hưởng lộc giàu trời ban, tin vui liên tiếp, cực giàu có ở tuổi 52. Tài Lộc TV xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi và ủng hộ kênh. Nhân dịp luận giải năm mới 2024, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị lời chúc mừng năm mới 2024. Chúc anh chị gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, tấn an khang. Thưa anh chị quý sửu lan ngoại chi ngư thân mến, nếu quý sửu có một điều ước, ắt sẽ ước có thêm nhiều điều ước hơn. Là vì tham lam, hay vì một là không đủ, là vì trách nhiệm mà bản thân con rắn nhỏ đang phải gồng gánh trên lưng. Trời sẽ không cho ai điều ước cả, cái gì mà quý sửu muốn thì quý sửu phải làm. Từ xưa đến giờ, không ai cho không quý sửu cái gì hết, cũng không may mắn ngập trời như thế nhân để nằm im cũng thu hoạch. Cái mệnh của quý sửu chú định tự làm tự ăn, tự dựng tự hưởng. Nên dù thời thế có thông, nhân địa có thuận, thì đừng quên từng giọt mồ hôi mà quý sửu đổ, từng giọt nỗ lực mà quý sửu trao, mới là thứ giúp đỡ quý sửu có được sự công thành danh toại mà bản thân mong mỏi. Vâng quý vị thân mến, trong cuộc sống này có rất nhiều nghịch lý, đó có thể xuất phát từ tự nhiên khác nhưng lại có cả sự mâu thuẫn do chính con người tạo ra, như con trâu thì cả đời cày ruộng, nhưng lại không được sở hữu một mảnh ruộng nào, còn nhiều người cả đời làm công nhưng lại không được sở hữu một sự nghiệp nào. Theo lẽ thường ai cũng cho rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một chút, gắng sức hơn một chút thì cuộc sống sẽ trở nên dư dả và giàu có. Thế nhưng, lại có những người nghèo càng làm lại càng nghèo, người giàu thì càng ngày càng giàu. Dù vẫn biết là bất công, nhưng thực tế lại luôn có những nghịch lý như vậy. Trong chuyên mục tử vi 5 ngày hôm nay, Tài Lộc TV sẽ chia sẻ tường tận về vận trình tử vi trên từng phương diện cuộc sống, từ công danh, sự nghiệp, công việc, tài lộc, tiền bạc, sức khỏe đến tình duyên, gia đạo, cũng như hung cát từng tháng của con giáp tuổi quý sửu sinh năm 1973 trong năm 2024 giáp thìn để quý mệnh chủ đoán định trước được tương lai, đón lành tránh dữ, may mắn kéo về, kiếm tiền tỷ về nhà, sở cầu như ý, phú quý ấm no. Tuy nhiên có một điều cần tránh, nếu như quý sửu không muốn tan cửa nát nhà, tán gia bại sản. Rốt cuộc quý sửu muốn cuộc đời như thế nào đây? Thưa anh chị quý sửu thân mến, họ hay bảo ta rằng ta đã thay đổi quá nhiều. Thực ra có quá nhiều thứ đã thay đổi bản thân ta thì đúng hơn. Có vài sự thay đổi là do chính ta chọn, có đôi khi lại là do hoàn cảnh ép, có những thứ do người làm, có những điều do trời hành. Trong mớ bồng bồng của nhân sinh, trong đống chỉ rối mang cái tên duyên căn vận mệnh, quý sửu này đang mỏi mệt lắm thay. Nếu cuộc đời mỗi cá nhân là một cuốn sách, quý sửu sẽ tự gọi cái thời điểm hiện tại mình đang ở với cái tên thế nào? Một cái tên chương hoàng mỹ cầu kỳ, hay đơn giản chỉ đi sâu vào sự thật mình đang phải đối diện? Có những quý sửu có thể sẽ đặt tên chương hiện tại của 2023 là năm tháng tìm lại bản thân, hay chặng đường xây dựng làm lại. Cũng có thể là cuộc chiến với chính tôi, hoặc sự trở lại của mảnh tinh thần đã vỡ. Cá nhân tôi thích nhìn xa hơn một tí, trông rộng hơn một tẹo. Và nếu có thể sẽ giản đơn là bốn chữ, thổ sửu hóa phượng, hay hoa mỹ hơn tí là phượng hoàng niết bàn. Truyền thuyết của Đông Phương, một trong các thần thú đứng đầu là phượng hoàng. Kiêu hãnh, kiêu sa, kiêu kỳ, tinh mỹ, cùng khả năng vô hạn trùng sinh khi đến điểm cuối của phượng sinh. Tự thiêu bản thể già nua của chính mình, niết bàn trọng tổ, tân sinh lại từ đầu. Quý sửu đoạn này cũng tương tự như vậy. Khi mọi thứ trong cuộc đời của con gà này đã đi đến cuối, cũng là lúc bản thân họ cần phải chấm dứt vài điều, kiến tạo lại vài thứ, xử lý tàn dư của quá khứ, cũng như bắt đầu lại vài điều kiến lập. Ở thời điểm của 00 giờ mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, cũng chính là lúc quý sửu có thể trở mình, lật một tiếng hót vang vọng trời xanh, bắt đầu cuộc hành trình gà hóa phượng, khi thời vận về, khí vận tới, cho quý sửu được nhiều điều thuận may. Nên nếu đang nợ nần, đừng có buồn, cứ nghèo một cách bình tĩnh, tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin vào khả năng của chính mình. Và đừng quên quý sửu mang cái tư duy tiền chỉ là một con số, chậm hay nhanh, mai hay sau, cũng làm lại ra được cả. Nói về vận số cả cuộc đời của quý sửu 1973, số này lúc nhỏ gian nan,
lao tâm khổ trí vui chiều buồn mai. Thân phận phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải, bằng không đổi đời. Số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực gia môn an hòa. Họ hàng như thể người xa, cũng như giá lạnh đám đông điêu tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận phú lúc an môn gia hòa. Mùa xuân mới đặng thảnh thơi, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng. Tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tàn đố một cây dâu. Tuổi này được Thích Ca Mâu Ni ban thọ, Bồ Tát Phổ Hiến ban phúc, hư không tàn Bồ Tát bảo hộ, Bồ Tát Văn Thủ ban trí tuệ. Người có số đỗ đạt cao, công danh khá. Vì vậy người này rất mực thông minh, có tài hùng biện, khéo léo, tài văn cũng giỏi mà võ cũng được vẻ vang. Quý Sửu làm việc tận tụy, cẩn thận, có trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao, được cấp trên tín nhiệm, yêu quý. Quý Sửu được Mậu Ni ban thọ, họ thọ từ 80 tuổi trở lên, nhưng người vẫn mang bệnh trong mình. Con người Quý Sửu câu nệ, nề nếp, nghiêm khắc và gia trưởng vì tính bảo thủ. Tuổi này, của cải thăng trầm bất định lúc đầy lúc vơi. Quý Sửu về già có con phụng dưỡng, phú quý hưởng lộc. Tuổi này ứng đối khôn khéo, có hiếu với mẹ cha, được gần gũi quý nhân. Người này hoặc mồ côi hoặc xa cách mẹ cha khi bé. Quý Sửu xông xa quê thì tốt, lấy vợ khác quán mới hay. Tình cảm vợ chồng buổi đầu chưa thuận về sau mới an. Còn cái muộn thì hay, nhà cửa thay đổi đôi ba lần. Anh em sống hòa thuận, quan tâm nhau. Phụ nữ Quý Sửu cũng chu đáo với gia đình, nghiêm khắc và bảo thủ. Chăm sóc chồng con nhưng khó tương phùng đến mảng chiều xế bóng với chồng. Tuổi này cả nam và nữ đều chịu khó làm việc, thận trọng và có lý trí trong kinh doanh, bình tĩnh xử lý vấn đề, lập lại trật tự, tiền của đầy vơi. Luận về vận số và cuộc sống của Quý Sửu sinh năm 1973. Nam mạng, tử vi trọn đời của tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng thuộc cung ly. Nhìn chung cuộc đời nam mạng Quý Sửu khá tốt, tiền hung hậu kiết. Bước đầu lập nghiệp gặp nhiều khó khăn, thử thách nên tích lũy được vốn sống, bồi dưỡng tâm tính, giỏi giang hơn người. Là người có tài, có thực lực, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng tạo nên cả cơ đồ. Vào tuổi trung niên, sự nghiệp ngày càng thăng hoa, tiến triển vượt bậc, tài lộc bền vững về sau. Trong cuộc sống, người nam Quý Sửu từ nhỏ đã chịu cảnh vất vả, khó khăn. Vì thế họ luôn mang trong mình những hoài bão lớn, những khát vọng vươn cao, thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Bắt đầu sự nghiệp từ sự nghiệp với hai bàn tay trắng, trải qua vô vàn thử thách chông gai, nhưng người này vẫn không nhục chí, chịu khuất phục. Về sau, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp rực rỡ, công danh sáng lạng, tài lộc dồi dào, cuộc sống giàu sang sung túc, tuổi già hạnh phúc bên con cháu, hưởng an nhàn đến cuối đời. Nữ mạng, người nữ tuổi Quý Sửu từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi, khó khăn, vất vả. Đến tuổi trưởng thành, con đường lập nghiệp gặp phải trở ngại, thử thách. Tuy vậy, thật khó để người nữ này bị khuất phục trước những gian truân. Họ luôn mạnh mẽ, kiên nhẫn làm đến cùng, dày công khổ luyện hơn người. Và thành quả dành cho người siêng năng, chịu khó luôn là những hoa thơm trái ngọt, là sự nghiệp vẻ vang. Nhìn chung cuộc đời nữ mạng Quý Sửu sướng trước khổ sau, trước gian truân, sau hạnh phúc, tiền hung hậu kiết. Về sau được hưởng phúc an nhàn, tài lộc dồi dào nhờ con cái. Trong cuộc sống, vì là người có tính cách cần cù chịu khó, thích làm nhiều việc, cống hiến hết mình. Vậy nên cuộc sống lúc trẻ có phần hơi vất vả, bộn bề với những lo toan, sự nghiệp, gia đình. Đến tuổi trung niên, sự nghiệp bắt đầu ổn định, vận tài lộc dồi dào, cuộc sống có chiều hướng đi lên. Về sau an hưởng tuổi già, cuộc sống bình an, hạnh phúc viên mãn bên con cháu đến cuối đời. Về công danh, sự nghiệp và gia đạo của Quý Sửu sinh năm 1973. Nam mạng, từ nhỏ đã tích lũy được nhiều vốn sống hơn người, cùng với những khát vọng, hoài bão to lớn, thật không khó để người nam có được sự nghiệp đáng mong ước. Bằng hai bàn tay trắng, họ đã gây dựng sự nghiệp vẻ vang, công danh sáng lạng với tuổi đời còn rất trẻ. Về sau cuộc sống dư giả, giàu sang. Gia đình hạnh phúc, êm ấm, cha mẹ yêu thương con cái, anh chị em trong nhà luôn thuận hòa, giúp đỡ nhau. Cuộc sống dư giả, ấm no. Nữ mạng là người có hoài bão lớn, có ước mơ cao, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Tuy rằng trải qua khá nhiều thăng trầm, nhưng bù lại họ đã tích lũy được vốn sống, kinh nghiệm xương máu cho riêng mình. Chính vì vậy, thật không khó để người nữ có được thành công,
sự nghiệp đáng mong ước. Đến tuổi trung niên, vận tài lộc dồi dào, sự nghiệp phát triển vượt bậc, cuộc sống sung túc, hạnh phúc về sau. Gia đình hạnh phúc, ấm êm. Càng về sau, gia đình càng có nhiều niềm vui, càng yêu thương, gắn kết mật thiết hơn. Về tình duyên của Quý Sửu sinh năm 1973. Nam mạng, nếu nam mạng tuổi Quý Sửu sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch sẽ trải qua vài lần tình duyên thay đổi thì sẽ tìm được ý trung nhân, sống hạnh phúc đến cuối đời. Người nam nên kiên nhẫn chờ đợi, chớ nóng vội, hấp tấp trước các mối quan hệ tình cảm. Nếu nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì sẽ trải qua hai mối tình thì sẽ tìm được bạn đời phù hợp. Cuộc sống về sau hạnh phúc, tình cảm vợ chồng bền chặt, sắt son. Nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 2, tháng 9, tháng 10 âm lịch đây là những người tình duyên may mắn nhất. Cả cuộc đời, họ chỉ trao trọn tình cảm của mình cho một người, kết hôn và chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Nữ mạng, nữ Quý Sửu sinh vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch sẽ trải qua vài lần tình duyên thay đổi thì sẽ tìm được ý trung nhân. Nếu mong muốn có được cuộc sống hôn nhân về sau hạnh phúc viên mãn, tài lộc dồi dào thì vợ chồng nên quan tâm, chia sẻ, cùng cố gắng làm ăn, thì tự khắc trời xanh sẽ an bài. Nếu sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch thì sẽ trải qua hai mối tình thì sẽ tìm được bạn đời phù hợp. Tuy vậy, vợ chồng nên biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên an vui, hạnh phúc hơn. Nữ tuổi Quý Sửu sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch thì rất may mắn về đường tình duyên. Họ sớm gặp được người phù hợp, chung sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Sau đây là diễn biến từng năm tuổi âm lịch, từ 52 tuổi đến 60 tuổi mà người Quý Sửu sẽ gặp phải, sao, hạn, nên tìm hiểu để khắc phục cũng như có tâm lý chuẩn bị trước và vì đức năng thắng số mà mỗi cá nhân sẽ ứng nghiệm khác nhau. Nam mạng, từ năm 52 tuổi đến năm 56 tuổi, vào năm 52, không có bất cứ biến cố gì xảy ra, cuộc sống hạnh phúc an nhàn. Năm 53 tuổi sức khỏe có chiều hướng xấu nếu không tăng cường, vận động, bồi bổ. Ở tuổi 54 cần chú ý đến sức khỏe, không nên chủ quan xem nhẹ để sinh bệnh tật. Nên làm việc lành, tâm tính hiền lương để được thượng đến thương ban phúc lộc. Đến năm 55 và 56 tuổi cuộc sống an nhàn, có nhiều niềm vui bên con cháu, vận tài lộc tốt. Nữ mạng, từ năm 52 tuổi đến năm 53 tuổi, 52 tuổi, cần chú ý đến sức khỏe, nên tăng cường bồi bổ, năng vận động để tránh các bệnh tuổi già. Năm 53 tuổi, sức khỏe có phần ổn định, cuộc sống bình an hạnh phúc. Nam mạng, từ năm 57 tuổi đến năm 60 tuổi, ở tuổi 57, 58, nên có tinh thần vui tươi, lạc quan yêu đời hưởng phúc an nhàn, tránh lo nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm 60 tuổi, tài lộc dồi dào, gia đạo có nhiều niềm vui, cuộc sống sung túc, viên mãn về sau. Nữ mạng, từ năm 54 tuổi đến năm 60 tuổi, từ năm 54 đến năm 56 tuổi, nên hạn chế công việc, cần chú ý đến sức khỏe tuổi già. Đến tuổi 57, 58 không nên lo nghĩ nhiều, nên giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. Bước sang năm 59 và 60 tuổi, bắt đầu hưởng phước an nhàn, về sau cuộc sống ấm no, dư dả, sống vui khỏe bên con cháu đến cuối đời. Dự báo năm 2024 của Quý Sửu 1973. Tính toán cung mệnh cho 12 con giáp, giới tiên tri cho biết, bước sang năm 2024, vận trình của người tuổi Quý Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Có thể nói trong năm mới, Quý Sửu sẽ đứng trước nhiều thách thức và cơ hội. Năm Giáp Thìn này, Quý Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, thêm các thần ấn quang nâng đỡ, dần thoát khỏi những tác động xấu trong năm Quý Mão 2023 trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động. Áp lực trong công việc và cuộc sống sẽ nối tiếp nhau. Nếu bạn không thể dốc toàn lực để giải quyết vấn đề, bạn có thể gặp phải những khủng hoảng bất ngờ. Dự đoán tổng quan như sau. Công danh, sự nghiệp, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, bạn trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều, chỉ cần duy trì sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, bạn mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra,
bạn cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Tài lộc, thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng tài chính. Năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Bạn cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. Tình duyên, gia đạo, năm 2024, bản mệnh Quý Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè, xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Sức khỏe, điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong năm mới. Chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu năm 2024 trên các phương diện. 1. Tử vi công danh, sự nghiệp. Với việc được các sao tốt chủ về công danh sự nghiệp chiếu mệnh là chính ấn và chính quan hậu thuẫn, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu có những cơ hội phát triển nhất định trong năm 2024. Tuy nhiên, vận khí còn nhiều biến động, đặc biệt có tương phá ảnh hưởng nên vẫn có một số thử thách không thể chủ quan. Trong tập thể, người tuổi Quý Sửu sẽ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy. Đồng thời, sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho tuổi này. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên người tuổi Sửu đôi khi tỏ ra quá cứng đầu, thiếu sự linh hoạt nên có thể khiến mọi việc bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội quý giá. Do đó, bản mệnh cần điều chỉnh thái độ của mình cho đúng đắn, linh hoạt ứng phó với những thay đổi trong công việc. Đặc biệt trong nửa đầu năm, con giáp này được nhắc nhở nên chú ý xử lý các mối quan hệ cho hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp và xung đột với người khác là điều cần được ưu tiên hàng đầu. Chỉ có tinh thần đồng đội mới có thể giúp bạn đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn chờ đón Quý Sửu. Nhìn chung cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều, dù bạn đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể, cũng có những thành quả đáng nể nhưng vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau, con giáp này càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng có phần cũ kỹ, không bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung nên khó hiện thực hóa mục tiêu của bản thân. Đồng thời, hung tinh phá toái cũng gây không ít bất lợi, đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay gièm pha về công việc của bạn. Những lúc như vậy, trạng thái tinh thần nếu không đủ vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn đến stress, trầm cảm. Năm nay bạn được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và cấp trên, đừng quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hợm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay góp ý người khác, bạn cũng nên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, đừng để lại ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của bạn thực sự không còn chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc, thì bạn có thể xem xét tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm, cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu. Hãy chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cập nhật sơ yếu lý lịch, nâng cao kỹ năng và kiến thức, thể hiện điểm mạnh và tiềm năng của bạn trong các cuộc phỏng vấn. Mặc dù ban đầu có thể gặp một số khó khăn nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể tìm được công việc mới phù hợp với mình và bắt đầu một chặng đường phát triển sự nghiệp mới. Với những người tuổi Quý Sửu muốn khởi nghiệp, 2024 là một năm đáng để thử sức. Nhưng hãy nhớ đừng chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường đầy đủ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho cả những tình huống bất lợi, thậm chí là thất bại để đạt được kết quả tốt hơn. Nếu không quá bức thiết, bạn nên ổn định công việc hiện tại trước, đảm bảo thu nhập đều đặn và phát triển sự nghiệp, chờ cơ hội tốt hơn rồi mới tính đến khả năng khởi nghiệp. Với những bạn đang tham gia bán hàng hay bắt đầu kinh doanh, bạn nên tuân thủ luật pháp và các quy định chung trong ngành. Bạn có thể tìm kiếm những cách làm mới, nhưng không có nghĩa là phá vỡ các nguyên tắc vốn có. 2. Về mặt tài lộc. Theo tử vi tuổi Sửu năm 2024, Quý Sửu sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của phá thái tuế và hung tinh mang đến những thử thách nhất định về tài lộc và tiền bạc, nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ. Một vài điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Nữ giới có phần may mắn về tài lộc trong năm nay hơn nam giới nhờ thái âm che chở.
Đối với người tuổi Quý Sửu làm công việc cố định, thu nhập hàng tháng tương đối cố định, có người kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác. Thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm lợi nhuận tài chính. Tuy nhiên, trong năm đặc biệt này, bạn nên ưu tiên cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm đồm, phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng lúc. Đừng mù quáng tìm cách tăng thu nhập thêm mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp của bạn. Đối với những người tuổi Quý Sửu đang làm công việc kinh doanh, buôn bán thì nên thận trọng khi mở rộng kinh doanh trong năm nay. Do không được nhiều sao tốt phù hộ nên không nên mở rộng quy mô một cách vội vàng và ồ ạt. Trong năm đầy sóng gió này, bạn cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những thay đổi của thị trường, duy trì sự linh hoạt và theo dõi nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng của ngành. Nếu có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn có thể duy trì sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, thiếu sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu là những yếu tố khiến con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong muốn trong năm Giáp Thìn 2024. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, nhưng sự phán đoán có phần chủ quan của bản thân dễ khiến bạn đầu tư một cách mù quáng, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó, khi đối mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, người tuổi Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án xin lời, tránh hành động hấp tấp hay tin người quá dễ dàng, càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh rằng, Quý Sửu cũng không cần quá lo lắng, bởi bạn sẽ được sự trợ giúp của sao lành phúc đức chiếu mệnh, nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến xuôi thành tốt. Nếu rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, người tuổi Quý Sửu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không tốn quá nhiều sức lực. Đối với việc hợp tác làm ăn, bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn đối tác hay dự án tham gia để tránh bị mất mát của cải, ảnh hưởng danh tiếng của bản thân do hiểu lầm hoặc tranh chấp. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan, tránh những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng. Ngoài ra, người tuổi Sửu nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế của bản thân. 3. Về chuyện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Sửu. Trong năm Giáp Thìn 2024, những người tuổi Quý Sửu sẽ có đường tình duyên tương đối bình ổn, có tốt có xấu. Mối quan hệ giữa các cặp đôi cần được lưu ý. Một số bất đồng nhỏ và cãi vã có thể phát sinh giữa hai bạn. Vì vậy, con giáp này cần đặc biệt chú ý hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, tránh đấu khẩu nảy lửa kẻo gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tình yêu của cả hai. Cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí và giải quyết vấn đề một cách hòa bình sẽ giúp duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống gia đình cũng có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, bạn thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản và không có lợi cho việc duy trì tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là đừng chọn cách chạy trốn, nếu không vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại, đối mặt với các vấn đề và tìm kiếm giải pháp để duy trì sự ấm êm trong gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên hỗ trợ bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần và cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Ngoài ra, bản mệnh Quý Sửu cũng nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Đối với những người tuổi Quý Sửu độc thân muốn tiến vào cung hôn nhân, thì năm nay là năm thích hợp nhưng vẫn cần lựa chọn kỹ lưỡng, không để bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Năm 2024, được quý nhân Thái Âm che chở, những người tuổi Quý Sửu còn độc thân có thể được giới thiệu đối tượng phù hợp, đặc biệt nữ giới được dự báo gặp nhiều may mắn hơn nam giới. Nếu bạn có thể hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, bạn có cơ hội thoát khỏi cuộc sống độc thân thành công. Bên cạnh đó, bạn nên xử lý vấn đề tình cảm bằng cả lý trí,
Đừng quá dựa dẫm vào cảm xúc, kẻo đào hoa tốt cũng thành đào hoa xấu, nhân duyên bẻ bàng. Nhìn chung trên con đường tìm kiếm tình yêu, người tuổi Quý Sửu độc thân cần giữ một tâm hồn rộng mở, học cách bao dung, xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí. Tình yêu đòi hỏi sự nỗ lực và cống hiến của đôi bên mới có thể đạt được hạnh phúc lâu dài. 4. Về mặt sức khỏe. Tử vi năm 2024 tuổi Quý Sửu nhận định, vận trình sức khỏe trong năm tương đối ổn định, không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn cần lưu ý vấn đề giữ gìn sức khỏe. Do áp lực công việc và những rắc rối trong cuộc sống ngày thường cao nên con giáp này dễ gặp một số khó chịu về thể chất, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và hô hấp. Do đó, việc duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục thể thao là vô cùng quan trọng. Đồng thời, không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc. Đôi khi, có thể do áp lực công việc, gia đình mà tâm trạng của Quý Sửu thay đổi thất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự mình làm khổ mình. Lúc này bạn có thể thử một số hoạt động thư giãn như đi du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý. Người Quý Sửu tuổi trung niên cần đặc biệt lưu ý đề phòng các bệnh về tim mạch trong năm nay. Bạn nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn mặn, ngọt. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến sự an toàn của các hoạt động dưới nước. Đặc biệt khi đi du lịch, bạn nên tránh tham gia các môn thể thao dưới nước quá mạnh để tránh xảy ra tai nạn. Ngoài việc quan tâm đến những thay đổi về sức khỏe của bản thân, bạn cũng cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ em trong nhà. Công việc dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian quan tâm đến gia đình, tốt nhất nên nhắc nhở mọi người đi khám sức khỏe định kỳ để nâng cao nhận thức về an toàn và giữ gìn sức khỏe. Lời khuyên tổng quan. So với tử vi tuổi Quý Sửu năm 2023, vận trình năm mới 2024 sẽ khó khăn, nhiều thách thức và áp lực hơn. Tuy nhiên, áp lực tạo kim cương, một khi đã vượt mọi khó khăn, cản trở khách quan hay chủ quan, người tuổi Sửu sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, không ngừng thăng tiến lên vị trí cao hơn, tài lộc theo đó cũng ngày càng vượng. Có thể nói, vấn đề trọng điểm mà tính chủ cần tập trung giải quyết trong năm 2024 đó chính là việc cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần ổn định xuyên suốt. Tác động của phá thái tuế và hàng loạt sao xấu chủ về kìm nén cảm xúc khiến bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm, từ đó cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Sức khỏe vì thế mà cũng giảm sút rất nhiều, mắc bệnh thì chủ yếu là tâm bệnh. Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2024 cho tuổi Quý Sửu 1973. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Để tránh bị những cảm xúc tiêu cực xâm lấn trong các giai đoạn vận khí đi xuống, tuổi Sửu rất cần hành động theo một kế hoạch càng rõ ràng càng tốt, càng thận trọng càng quý, càng chuyên cần càng dễ tiến tới thành công như mong đợi. Đã là họa thì khó tránh, trong năm có điềm thị phi đeo bám, tuổi Sửu cũng không cần phải trốn tránh hoặc bận tâm quá nhiều. Cách hay nhất là tập trung làm việc chuyên cần, kết quả sẽ chứng minh tất cả. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa, chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp tuổi Sửu tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiểu trừ, các khí gia tăng. Dưới đây là ba dấu hiệu cho thấy Quý Sửu được thần Phật che chở. Nếu anh chị có những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn cô bác là người đã tu từ nhiều kiếp, có phúc khí, nhất định sẽ gặt hái nhiều may mắn, phúc dày đất lớn trong cuộc đời. 1. Cây cối trong nhà sinh sôi, nảy nở. Mối quan hệ giữa môi trường trong nhà và vận may của con người luôn tồn tại. Khi tài vận không tốt, các loại cây trong nhà dễ thiếu sức sống. Ngược lại cây, hoa trong nhà bỗng tươi tốt, cành lá,
hoa nở thì có nghĩa là điềm lành đang tới với bạn đấy. 2. Ông xây tổ. Ông là biểu tượng của sự cần cù, của sức sống trong tự nhiên. Chúng thường xây tổ ở những nơi có môi trường tốt, độ ẩm thích hợp. Nếu ông làm tổ xung quanh nhà bạn thì đó là điềm báo may mắn, cho thấy nhà bạn có phong thủy tốt hoặc công việc khó khăn của bạn sắp được đền đáp. 3. Giấc mơ đẹp. Ai cũng từng mơ ở một mức độ nào đó. Một số giấc mơ có ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như mơ thấy mình đi bộ từ đường lầy lội sang đường trơn, từ bóng tối đến ánh sáng. Đây là dấu hiệu của sự chuyển đổi may mắn. Quý vị thân mến, ở đời, sướng hay khổ đều bởi cái tâm, giàu hay nghèo là do biết đủ. Sống ở đời, sướng hay khổ là bởi cái tâm, giàu hay nghèo là do biết đủ. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng đổ thừa cho số phận. Việc bạn sống sung sướng, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân bạn chọn lựa. 1. Cảnh tùy tâm chuyển, sướng hay khổ là do tự mình quyết định. Cuộc đời là của bản thân mình, sống như thế nào xét cho cùng là do tự mình định đoạt. Không ai ngăn cản bạn thoải mái, cũng không ai ngăn cản bạn tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của bạn. Phật gia có một câu nói rất hay, chính là không hướng ngoại mà cầu hay ngoài tâm không có pháp. Cho nên, vui vẻ là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng là ở tâm. Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống thân bất do kỷ, phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn. Nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng bạn như thế nào chỉ có thể là do chính bạn định đoạt. Một số người có thể sống vui vẻ trong hoàn cảnh nào đó, nhưng một số khác lại không làm được. Vậy mới nói, tâm an thì mọi thứ đều sẽ an. Dù ở trong tình cảnh không thuận lợi nhưng vẫn có thể vui vẻ thoải mái, không cần phải cố gắng tìm kiếm con đường khác. Một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn, cứ mãi chạy theo những truy cầu, tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng, mục tiêu của họ càng ngày càng rời xa. Loại người này có thể đạt được thành công rất lớn, nhưng niềm vui lại chẳng có được bao nhiêu. Hết thảy buồn vui đều do chính mình quyết định, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Ví như, một phụ nữ không ham thích châu báu ngọc ngà thì dù bảo vật chất thành núi ở ngay trước mặt cũng không thể khiến cho họ động tâm. Một thư sinh nghèo, thà ôm vạn quyển sách cũng không đồng ý trao đổi với trăm vạn kim cương. Người thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm nơi thôn giả sẽ không hâm mộ bất cứ thứ gì như học giả, vinh danh hoặc quan to lộc hậu. Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạng. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm hồn chính là chốn tịnh độ cực lạc. 2. Lớn và nhỏ, bạn có hiểu chính mình? Một người bạn từng kể với tôi về chuyện anh ta đi thăm người thân là một bà cô. Bà cô này cả đời chưa từng mang vừa chân một đôi giày nào, mà thường mang những đôi giày lớn hơn cỡ chân. Khi người khác hỏi bà vì sao lại như thế, bà liền nói giày cỡ lớn hay nhỏ đều cùng giá tiền, vậy tại sao lại không mua cỡ lớn hơn chứ? Mỗi lần tôi kể lại chuyện này, rất nhiều người lại ôm bụng cười lăn lộn. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những bà cô như vậy. Ví như, có người không phải nhà văn, lại viết ra những tác phẩm dày cộp, đắng chát, có người không phải họa sĩ, lại hết lần này tới lần khác vẽ ra những bức họa siêu cấp, khổng lồ. Rất nhiều người không ngừng truy cầu những điều to lớn, kỳ thật chỉ là do tham dục thúc đẩy, giống như mua đôi giày lớn mà quên mất cỡ chân của chính mình. Bất luận là mua giày gì, vừa chân là quan trọng nhất. Bất luận theo đuổi cái gì, có chừng có mực chính là thông minh nhất. Trên đây là toàn cảnh tử vi cuộc đời tuổi Quý Sửu sau tuổi 52 và tử vi tuổi Quý Sửu năm 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Quý Sửu năm mới vạn sự cát lành. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.